tròn cho người hàng bạn mắt nhìn trên hố con về con. Anh Hai ơi, alo alo anh Hai. Ủa Hạnh ơi. Dạ. Là đại cô nói nghe nè. Gì cô? Con muộn đi. Con đang nghe mà. Sao không? Cô Út đang ngủ mà con bật lớn quá nó ồn vào phòng cô Út luôn á, cho nên con bật nó nhỏ thôi nha. Chưa rồi mà cô Út, sao cô Út không nhìn đồng hồ đi? Ủa giờ chưa hả? Thì tại cô Út hôm qua đi làm á, cô Út mệt quá cái cô Út ngủ quên luôn á. Ủa con nhớ cô Út đâu có đi làm giống ba mẹ con đâu mà mệt. Trời cô Út quên. Nói nhỏ nghe nè. Hôm qua cô Út đi sinh Nhật Bản á, cho nên là cô Út mệt á, cô Út về trễ xíu. Tại vì cô Út ham chơi thức khuya nên là mới mệt. Con đang nghe nhạc con không tắt đâu. Hạnh ơi, cô Út nói nghe nè. Ví dụ như mình coi cái này á, thôi cái này còn mình coi hoài nó cũng không tốt đâu, hay là con lấy cái tập vở ra xong cái con ngồi con vẽ đi, vài bữa nữa cô Út á đi mua màu cho con tô. Nhưng mà con học bài xong rồi, mẹ con nói là mỗi lần học bài xong thì con sẽ được chơi điện thoại, con mới chơi được có tí xíu à. Vậy thôi giờ vậy nè. Trời ơi, bé Hạnh ngoan lắm luôn á, bé Hạnh đi xuống dưới cái xong cái bé Hạnh bật tivi bé Hạnh coi được không? Nhưng mà ba con nói á là tivi là ông bà nội giải trí, mà ông nội đang coi tin tức ở dưới rồi, con không coi được đâu. Bây giờ cô nói gì nè, bây giờ á con lấy cái tai phone nè đó, thấy không, cái con gắn vô đây nè. Trời ơi nghe cái âm thanh trời nó lớn lắm luôn á. Ủa nó nghe vừa đúng cái lỗ tai của mình nghe luôn. Trời nhạc hay lắm, đúng nhịp nhịp gì nè. Con nghe nhạc trong cái này được nè. Dạ. Vậy cũng được nữa hả cô? Được. Nè, này con nghe thử nha. Bây giờ con đeo vô nè, bây giờ con nghe thử nha. Trời ơi, nhạc hay lắm. Âm thanh sống động 4D. Nha. Dạ. Rồi. Chú hết con nè. Rồi. Đó, thấy chưa? Rồi con mở nhạc lên con nghe đi. Dạ. Đó, vậy là mình hết ồn. Dạ. Cô Út nói gì vậy? Con không nghe. Vậy là mình hết ồn. Không nghe. Quả cam á là orange, còn quả táo là apple. Bé Hạnh, cô giáo có cho bài về nhà làm không con? Màu vàng á là yellow, màu xanh á là green. Bé Hạnh. Bé Hạnh. Dạ ba. Con đó mê coi phim quá rồi, giờ ba kêu mấy lần cô không nghe hả? Không phải con mê xem phim đâu, mà là con đang học tiếng Anh á. Mà tại con đeo cái tai phone này á nên con không nghe ba nói. Hay dữ à. Trời ơi Nay ơi, làm gì mà anh la làng lá sớm, em đang ngủ mà leo lên thủng mà nhỉ bên đây luôn á, nghe tiếng Anh em giật mình vậy á. Nói nghe nè Út. Dạ. Chưa trời chưa chật rồi, con gái mà giờ này vẫn còn ngủ, hèn chi ế là phải rồi. Vậy anh nói đừng có nói cái từ ế, em bị dị ứng cái từ đó. Không phải là em ế đâu, mà chẳng qua là em chọn người tử tế để yêu. Trời ơi, chắc còn lâu lắm mà. Hai này kỳ quá. Học gì vậy? Dạ con đang học tiếng Anh. Ba trả điện thoại cho con ơi. Con học thì cứ học, nhưng mà đeo tai phone ít thôi, đeo nhiều nó không có tốt đâu. Ủa em thấy tốt mà, có gì đâu không tốt. Tốt chỗ nào? Mình đeo tai phone nhiều á là mình lịch sự á, mình nghe một mình thôi, mình không có làm ồn người khác, yên tĩnh, vừa lịch sự vừa lịch thiệp. Em không đeo tai phone mà em làm ồn cả nhà luôn đó. Ủa em ồn nào nay kỳ quá. Ông mày lớn lắm á. Ủa vậy hả? Nghe anh Hai nói nè, đeo tai phone á nhiều khi 21 mà nó ảnh hưởng cái tai á, điếc luôn rồi nói sao xuôi. Ôi trời ơi Nay lo sao quá à. Ủa em thấy quá chừng người xài luôn, người ta đeo quá trời, người ta có bị gì đâu. Nè nè nè, đeo nè, đâu điếc đâu, đeo điếc đâu nè, đeo đeo nè. Đó, thấy không? Điếc đâu mở nhạc lớn nè. Đó, thấy không? Ui. Hey. Ui. Thiệt. Chọc lại. Hết đối đổi cô cháu nè. Hey. Làm sao đi. Có ngày điếc á nói sao xui. Hey. Ơi. Tôi gặp lại rồi. Hey. Hey. Ba ơi, sao tự nhiên cái lỗ tai của con bị nhức quá à? Sao nhức? Lại ba coi coi. ngồi xuống. Ngồi xuống. Nào. Bên này hả? À, nhức quá à ba. Yên ba. Ủa? Bé Hạnh. Nhức quá ba. Sao lỗ tai con đỏ hết vậy nè? Nhức quá. Chào bà Trúc. Mỹ ơi, Mỹ, kêu chị Hai lấy đồ đưa bé Hạnh đi bác sĩ khám tay nè. Bà coi coi. Mỹ à. Chào bà Trúc. Mỹ. Trời đất ơi, em đứng đây nãy giờ sao không nghe anh Hai kêu vậy? Anh Hai nói gì, anh Hai làm gì á? Làm cái gì? Anh kêu nãy giờ muốn rác cô Hồng mà không nghe sao? Anh Hai nói gì nhỏ xíu nghe đâu. Anh nói em kêu chị Hai đưa bé Hạnh đi khám tai nè. Hạnh hả? Anh kêu nãy giờ kêu chị Hai đưa đi khám tai cho bé Hạnh đi nè. Đau đau quá à. Vậy em có nghe gì không Mỹ? Dạ. Dạ, dạo này không biết sao á, giờ em nghe gì cũng nhỏ xíu luôn á anh Hai. Em cũng bị nữa hả? Em không nghe anh Hai nói gì luôn á. Ê, không lẽ em bị điếc? Trời, anh Hai! Em đó, bị điếc á. Anh Hai nói gì em bị điếc? Em có điếc đâu, chuyện nói vậy em mang tiếng xấu rồi, mốt ế chồng rồi sao? Trời đất ơi, không lo tai, không lo đồn, lo ế chồng. Hả? Ngồi xuống, ngồi xuống. Được. Có phải dạo này là em hay đeo tai phone em nghe nhạc đúng không? Anh nói em á, dạo này đeo tai phone nghe nhạc đúng chưa? Dạ trời ơi, nói nhỏ nhỏ nói gì mà điếc lỗ tai luôn à. Nói vậy mà còn không nghe đó. Thì em đâu biết. Thì cũng đeo. Nhưng mà cũng có sao đâu, em thấy nhiều người đeo cũng có bị gì đâu. Bị cái gì mà bị? Đó, mày đeo nhiều quá, mày nghe nhiều quá rồi ảnh hưởng tới tai, vì nó ù tai luôn rồi. Nói còn cãi nữa. Này, ngồi đó, ngồi đó, ngồi đó, ngồi đó. Lên nó trật tự. Đây, anh mở app Quả Cầu Thông Thái lên, anh hỏi chuyên gia cho biết. Đau đau mà. Rồi, ba biết rồi, ba biết. Chờ ba chút, Úp, qua đây, Nghe anh, biết nè. Dạ, xin chào gia đình. Hôm nay gia đình có cần chuyên gia tư vấn điều gì không ạ? À? Dạ thưa chuyên gia, việc mình đeo tai phone nhiều á thì có ảnh hưởng tới tai không ạ? À? Đúng là như vậy. Hiện nay thì chúng ta có các cái sản phẩm điện thoại hay là iPod hay là các iPad, chúng ta nghe âm thanh bằng cái tai nghe để mà tránh làm phiền những người xung quanh. Tuy nhiên cái việc đeo tai nghe nhiều như vậy á, quá nhiều trong ngày và thời gian nó quá lâu thì khả năng sẽ làm ảnh hưởng tới tai rất nhiều. Thứ nhất là làm cho chúng ta bị đau cái vùng tai ngoài, có thể gây viêm tai ngoài, hoặc là nếu mà nghe với cái cường độ âm thanh lớn và trong thời gian dài thì khả năng là giảm thính lực. Dạ thưa chuyên gia, ví dụ như á, những cái người mà hay làm việc á, mà kiểu là làm việc liên tục phải đeo tai phone á, thì làm sao để giữ được sức khỏe tốt ạ? Nếu mà các bạn mình có làm việc trong cái môi trường mà cần phải đeo tai nghe thường xuyên thì các cái chuyên gia người ta khuyến cáo rằng là nếu mà chúng ta nghe tai nghe thường xuyên thì nên dùng cái tai nghe có to hơn, ụp luôn cả cái vành tai, tránh dùng các loại tai nghe mà nhét sâu vào trong tai. Thì tại vì những cái loại mà tai nghe mà nó nhét sâu vào trong tai có khả năng gây kích thích, gây viêm nhiễm vùng tai ngoài và gây đau tai rất nhiều. Và người ta khuyên là nên giảm cái âm lượng. Thường thì mình để cái ngưỡng an toàn đó là chúng ta nên không quá 60% cái âm lượng tối đa của cái thiết bị chúng ta nghe. Chúng ta thường hay có thói quen là chỉnh càng to thì nghe âm thanh nó càng, chúng ta càng thích thú. Tuy nhiên thì nên khoảng 60% trở lại là an toàn. Và cái thời lượng nghe chúng ta thấy an toàn đó là khoảng liên tục, là không được quá 2 tiếng trong một ngày. Nếu mà chúng ta nghe mà liên tục quá 2 tiếng trong một ngày, một cường độ âm thanh khoảng từ 85 đến 90 decibel thì khả năng chúng ta nghe liên tục như vậy trong vòng ít nhất là 2 năm thì cái tính lực chúng ta sẽ bị suy giảm và có những người sẽ bị dẫn đến điếc hoàn toàn. Và một điều nữa là có điều này có thể là các bạn hơi ít chú ý, đó là chúng ta nên mua cái tai nghe nào nó vừa với cái tai nghe mình, với cái lỗ tai mình. Có nhiều người mình có những cái vành tai, cái lỗ tai nó to nhỏ khác nhau, cho nên chúng ta phải lựa những cái tai nghe nào nó vừa vặn. Và một điều cuối cùng đó là chúng ta nên giảm, nếu được thì nên giảm tối đa cái thời lượng phải dùng tai nghe. Trong tình huống này chúng ta thấy rằng là nếu mà thời gian mà chúng ta đeo tai nghe ngắn, không có lâu, nhưng mà cái lỗ tai chúng ta bị đau, đau đỏ ngứa rát thì khả năng là chúng ta bị viêm tai ngoài do cái tai nghe nó là ảnh hưởng. Thứ hai, nếu mà khi mà dùng tai nghe một thời gian dài mà cái người xung quanh nói chuyện với mình mà phải cố gắng nói to lên mình mới nghe hoặc là người nhà báo cáo rằng là dạo này cái người đó nói chuyện mình nói chuyện là nghe rất là chậm, hoặc là phải nói lớn lắm mới nghe được, thì khả năng là cái thính lực đã bị suy giảm. Thì việc suy giảm thính lực này nó không diễn ra ngay, nó không diễn ra thời gian ngắn đâu, nhưng mà nó phải cần cái thời gian dài, cho nên là chúng ta phải luôn luôn chú ý, luôn luôn được thì cố gắng là giảm tối đa thời gian phải dùng tai nghe để đảm bảo thính lực và đảm bảo cái vùng tai của mình nó được khỏe mạnh nhất. Dạ, cảm ơn chuyên gia. Con chào chuyên gia đi. Dạ, con chào chuyên gia. Dạ, nghe chưa? Nghe chưa? Dạ, nãy giờ chuyên gia nói gì vậy? Sao không nghe vậy? Em nghe được, tiếng không. Rồi, nghe nè. Chuyên gia nói á, cái việc mình đeo tai phone á, hiểu không? Cũng phải đeo đúng cách, chứ nếu không á là nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, hiểu chưa? Em quên nữa. Trời ơi, em đeo tai phone viết mà em quên cái tác dụng của nó. Mà hồi nãy giờ chuyên gia nói vậy là cũng đúng á, tại vì nếu mình đeo nhiều á mình sẽ bị đau tai, bị giảm thính lực. À đúng rồi. Em á, em bị giảm thính lực. Thính lực? Còn bé Hạnh đó là bị viêm tai. Rồi hay quá ha. Nó không nghe được đầu đuôi mà nghe được ra cái bệnh là giỏi lắm rồi đó. Thì nãy giờ anh hai nói em hiểu á. Đó, rồi biết chưa? Cho chừa cái tật nè, thấy chưa? Đó, mình đeo tai phone là mình phải biết cái cách nào đúng, cách nào sai, và không phải lúc nào mình cũng xài nó. Em rồi vậy rồi xong kéo theo con bị luôn nè, thấy chưa? Trời ơi. Nè, còn con á, từ giờ trở đi con chừa cái tật đeo tai phone. Nhưng mà từ đây trở đi con không được đeo tai phone luôn hả ba? Con vẫn được đeo tai phone, nhưng mà vừa phải thôi, hiểu không? Và phải đeo đúng cách, con hiểu chưa? Dạ. Em nói gì vậy? Trời, anh đi làm về thì anh cũng đưa tiền hết cho em giữ, rồi con nhiều khi anh rảnh anh cũng dạy con học vậy. Ủa mà nè, anh lớn rồi, anh cần có không gian riêng của anh cần có tự do riêng của anh. Má anh cũng không có quản anh vậy nữa. À, anh hết lôi con ra nói, anh hết lôi em ra nói, bây giờ anh lôi tới má ra nói nữa ha. Bây giờ từ hôm nay, kể từ giây phút bây giờ, em sẽ giao hết sự tự do lại cho anh. Em sẽ không bao giờ can thiệp gì nữa, được chưa?